khúc xương, nó có cái biểu tượng khúc xương là ba cái này nó có cái xương giống nhau, cái xương giống nhau. À rồi ok, ra luôn salad với dưa leo, ra một đĩa salad. Rồi bánh mì hamburger và bánh mì sandwich, ra một ổ bánh mì Việt Nam rất là tuyệt vời luôn. Dạ, nóng giòn, bánh mì nóng giòn đi, bánh mì nóng giòn đi. Rồi tiếp theo là thì hổ nè, gấu nè, mèo hay cáo nè. Gấu thì với con trúc đi, nó cùng một loại với nhau. Rồi con mèo, con cáo, con báo, con hổ gì nó vậy vậy. Ồ đúng luôn đúng luôn đúng luôn. Cái này là cái gì vậy? Mở hình đúng. Ủa cắt tóc nè, hình cô gái cắt tóc, hình cô gái vòng tay trên đầu nè. Rồi cuối cùng là đau đầu luôn. À, nhìn là biết liền, màu theo màu, xanh lá xanh lá xanh lá, đỏ 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 và vàng vàng vàng. Ok yes, trời ơi dễ quá dễ quá. Ngón tay chỉ chỏ à, cái này với cái này giống nhau nè. Cái này máy bay hướng về hướng này, hướng về hướng này, cái tay cũng hướng về hướng này, cho nên là hướng luôn. Rồi chỉ lên là nó nhọn lên, là hình cái đỉnh tòa tháp gì đó, lâu đài gì đó, đúng luôn, hay quá. Cái xương rồng giống như con nhím, con nhím giống như cái xương rồng là đây. Rồi con hổ, con ngựa vằn, con chó và cái dấu chân. À con hổ sau nó có rằn rằn chắc giống con ngựa rằn này, còn con chó là chân chó rất là đen, chân chó rất là đen đây. Tiếp theo một ông là cầm bỏ lết, một bà là cầm cái búa giống dạng như luật sư, một người là bác sĩ. À đúng rồi, bác sĩ thì ở bệnh viện này, còn luật sư thì ở tòa án, còn ông công nhân thì đang xây nhà, đang dang dở. Đúng luôn đúng luôn đúng luôn. Ý Pichabu. Thôi kìa, giờ Pichabu sao không mở cánh tay ra, cái con khỉ này thì ra tô màu cho nó. Pichabu đúng rồi. Cái này là cái gì đây? Sữa, sữa với đá ra kem, chính xác. Trời ơi, ghiền ăn kem, cái món kem này là mình yêu thích cho nên là biết liền, nhìn vô là sữa đá ra kem liền, ra kem đá ốc quế luôn. Còn gạo, gạo với cá thì ra sushi cá hồi luôn, từ một con cá gì mà xanh xanh giống như là cá chim đen vậy mà nó ra thành một cái miếng sushi cá hồi, thịt đỏ, thịt hồng, thịt cam luôn. Rồi một miếng thịt bò sẽ cho ra món bánh mì hamburger. Yeah, thịt bò nướng 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 lên lửa đó. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Halibi với Halibi nè, xiên que với xiên que, sữa với cà phê quá, coca gì đúng luôn các bạn ơi, đúng luôn. Nấm đấm phải đi với nấm đấm. Rồi cái găng tay thì đi với cái bàn tay này, xòe năm ngón với nhau. Còn cái này là chỉ có hai ngón mà sao có một chiếc nhẫn kim cương thôi, đúng là phải hai chiếc nhẫn kim cương mới đúng nha. Ok luôn, ok con gà đen luôn. Rồi mũi tên với mũi tên nè, cái này giống như cái sừng trâu với sừng bò đây nè. Cán cân công lý đây, đúng luôn. Ồ qua wow, cái gì vậy, sao có cái tay nó chỉ gì đây? Chỉ gì đây, chỉ gì đây, là sao, là tiền với tim, là tiền và tim thôi, không biết gì luôn á. Thịt bò, lửa và mặt trời, có nghĩa là sao? Bên đây là nước, cá và tuyết hoặc bông tuyết, bông tuyết giống như mặt trời ha. Chắc là vậy á. Cá với thịt bò ăn băm nhâm 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 đó, lửa với nước, hình như hai cái này nó tương khắc, nó khác nhau, hình như tìm một cặp hình khác có ý nghĩa khác nhau hay sao. Lửa với nước, băng với mặt trời, còn này cá ở dưới nước và thịt bò ở trên núi. Ô băng với mặt trời, đúng luôn đúng luôn đúng luôn, suy luận rất là ok nha, rất là logic luôn. Đồng hồ đây, còn hai cái hiểu rồi, cái này là đóng đinh nè, có thể sửa chữa cái ghế nè, cái búa này nó bụp đóng đinh. Còn hai cái búa mà chọn hai đầu chỉ có xới đất đào núi thôi. Đúng ok suy luận rất là ok luôn. Tiếp theo cái này giống kim băng nè, kẹp giấy với kim băng nè. Cây ống tiêm với cái kim ghim.
cái kéo và dao, đúng chính xác 100%.